khe. Tôi sẽ giới thiệu các bạn một hai vấn đề, đó là vấn đề tiếp cận với một trẻ bị khó thở và tiếp cận với trẻ bị thở rít. Về tài liệu nghiên cứu thì tôi đã gửi cho bạn Quyết cái bản PDF, thì các bạn đọc và các bạn nghiên cứu cái bản tài liệu PDF này. Ngoài ra thì các bạn sẽ phải đọc những cái bài mà trong cái bài giảng, cuốn bài giảng nhi khoa trong cái chương gọi là chương chương hô hấp của trẻ em, tức là tiếp cận với vấn đề như là đặc điểm hệ hô hấp trẻ em, rồi bài viêm phổi, bài hen phế quản đấy. Thì trong các cái bài, các cái chủ đề thì tôi các cái thầy cô cũng đã nhắc với các bạn để các bạn tiếp cận, ví như là bài tiếp cận vấn đề về ho thì cô Mai cô cũng đã nói với các bạn rồi, đã giảng chương hô hấp, vấn đề về có vấn đề về viêm phổi, vấn đề về hen phế quản này, rồi đặc điểm cái hệ hô hấp trẻ em. Rồi ngoài ra thì các bạn có thể tham khảo thêm các nguồn tài liệu khác, nhưng mà cái nội dung mà các bạn nghiên cứu, các bạn học để các bạn thi thì đó là từ hai cái nguồn. Một là nguồn tài liệu phát tay mà các thầy cô phát cho các bạn, đấy là cái nguồn tài liệu thứ nhất. Cái nguồn tài liệu thứ hai là trong cái cuốn bài giảng nhi khoa mà bộ môn biên soạn, cuốn bìa màu xanh ấy. Đấy thì các bạn sẽ tiếp cận trên hai cái tài liệu đó. Ngoài ra thì khi mà chúng ta học thì chúng ta có thể tiết kiệm rất nhiều tài liệu khác nữa, hoặc là các bạn đọc thêm các tài liệu tham khảo khác. Nhưng đấy là hai nguồn tài liệu chính, và để chúng ta dựa vào đó để chúng ta tiếp cận bệnh nhân, và chúng ta sẽ thi trên những cái tài liệu đó. Đấy là trước khi vào bài giảng tôi nhắc với các bạn như thế. Thế còn trong cái bài giảng hôm nay thì tôi đã phát tài liệu cho các bạn rồi, thì tôi sẽ giới thiệu sơ qua hai vấn đề thôi, đó là tiếp cận trẻ bị khó thở như nào, và thứ hai nữa là tiếp cận với một trẻ bị thở rít. Đấy còn nội dung những cái gì mà trong bài giảng tôi đã gửi cho các bạn rồi thì các bạn về các bạn đọc thêm, bởi vì trong cái phần giảng của tôi ấy, thì nó không có cái nội dung gì xa, những cái gì mà tôi nói thêm thì tôi sẽ nói. Thế còn chủ yếu là nội dung tôi đã gửi cho các bạn rồi nhá. Rồi chúng ta sẽ đi vào bài. Bài thứ nhất là tiếp cận với trẻ bị khó thở. Thì về mục tiêu của bài học thì chúng ta sẽ có 3 mục tiêu trong cái vấn đề khó thở. Đó là thứ nhất là chúng ta trình bày được định nghĩa và các những nhóm nguyên nhân gây khó thở ở trẻ em. Mục tiêu thứ hai là chúng ta trình bày cách tiếp cận với một bệnh nhi bị khó thở. Tiêu thứ ba là chúng ta trình bày nguyên tắc xử trí cấp cứu khi bệnh nhân bị khó thở. Đấy nó như nó chúng ta có sẽ ba có ba mục tiêu trong cái bài cái vấn đề hôm nay. Thế thì phần thứ nhất, định nghĩa khó thở thì người ta định nghĩa khó thở như nào? Khó thở là tình trạng không đáp ứng đủ nhu cầu oxy của cơ thể. Đấy. Đấy, tình trạng không đáp ứng đủ nhu cầu oxy của cơ thể. Việc nhận định, việc chẩn đoán, tìm nguyên nhân khó thở ở trẻ sơ sinh hoặc ở trẻ nhỏ thì khó khăn hơn người lớn. Đấy, các bạn biết là ở nhóm trẻ sơ sinh, nhóm trẻ nhỏ chẳng hạn, thì khi chúng ta tiếp cận với đứa trẻ đó thì chúng ta đánh giá nó khó khăn hơn, ta tìm nguyên nhân cũng khó khăn hơn, bởi vì thông qua cái người chăm sóc trẻ hoặc người giám hộ trẻ thì chúng ta hỏi và chúng ta biết được các cái dấu hiệu gián tiếp của đứa trẻ đấy. Thế còn ở trẻ lớn thì chúng ta đánh giá nó dễ dàng hơn. Do đó sao? Để đánh giá một đầy đủ một đứa trẻ bị suy hấp thì người ta cần phải hiểu được các đặc điểm sinh lý, rồi các dấu hiệu và các nguyên nhân của thường gặp của khó thở. Đấy, chúng ta tiếp cận với mỗi nhóm tuổi, mỗi lứa tuổi thì những nhóm nguyên nhân thì thường gặp đấy, rồi đặc điểm sinh lý của từng lứa tuổi là sao, và cái công việc hỏi bệnh, công việc khám lâm sàng và đưa ra các xét nghiệm thích hợp sẽ giúp cho chúng ta chẩn đoán và đưa ra các quyết định điều trị phù hợp với đứa trẻ. Đấy nó như thế. Thì cái phần định nghĩa thì có cái đại cương về khó thở đó như thế, tức là nó tình trạng nó không đáp ứng đủ nhu cầu oxy của cơ thể. Thế vậy ở trẻ em thì các bạn học bài 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 chương hô hấp rồi, các bạn học bài cách khám hô hấp rồi, thì khi mà đánh giá khó thở ở trẻ em thì bắt buộc là các bạn phải phải dựa vào gì ạ? Các bạn phải dựa vào các chủ yếu là dựa vào các cái dấu hiệu lâm sàng. Thế còn những cái công việc mà các bạn hỏi bệnh sử, ví dụ như là trong khi mà các bạn tiếp cận với một đứa trẻ bị khó thở chẳng hạn, thì phần bệnh sử các bạn hỏi để các bạn phát hiện ra xem đứa trẻ có cái dấu hiệu khó thở hay không. Ví dụ như là gì ạ? Các bạn hỏi khi tiếp cận với đứa trẻ bị khó thở, các bạn hỏi xem à, so với trước khi mà bị ốm ấy, đến hiện tại bây giờ thì chúng ta thấy cái đứa trẻ của các bạn ấy nó thở ra làm sao
Đấy, nó thở ra làm sao? Ví dụ chúng ta hỏi về phần bệnh sử, đó là một đứa trẻ có thở nhanh hơn bình thường không? Đứa trẻ có thở mạnh hơn bình thường không? Và đứa trẻ nếu còn bú thì cái tình trạng đó đứa trẻ nó có bú được không? Hay là bú kém? Hay là bú ngắt quãng? Hay thậm chí là bỏ bú? Hoặc đứa trẻ ăn thì nó có ăn được không? Bởi vì nhiều đứa trẻ nó khó thở nó sẽ không ăn được. Đấy, nó không ăn được hoặc là ăn nó cứ nôn hết ra. Đấy. Rồi nữa các bạn hỏi mình sửa xem có phát hiện em đứa trẻ trong cái đợt đứa trẻ này bị ốm hay bị khó thở như này thì đứa trẻ nó có cái tiếng thở gì phát hiện cái tiếng thở gì bất thường không? Đấy. Thế thì cái dấu hiệu cơ năng mà các bạn muốn hỏi cho hỏi đứa trẻ để các bạn phát hiện ra được những cái dấu hiệu gián tiếp của đứa trẻ đó là dấu hiệu khó thở đó là thở nhanh hơn bình thường, thở mạnh hơn bình thường, bú hoặc ăn uống nó không được hoặc bú ngắt quãng hoặc bỏ bú hoặc có tiếng thở gì bất thường. Tuy nhiên về đấy là những dấu hiệu về mặt cơ năng, về mặt dấu hiệu bệnh sử mà các bạn hỏi và các bạn hỏi khi các bạn hỏi với những người chăm sóc đứa trẻ. Đấy, tuy nhiên đứng trước một đứa trẻ này, chúng ta muốn đánh giá đứa trẻ này có trong tình trạng khó thở không thì là các bạn phải dựa vào gì ạ? Dựa vào khám lâm sàng và các phần dựa vào bằng chứng lâm sàng. Vậy bằng chứng lâm sàng ở đây khó thở là gì? Các bạn sẽ phải tiếp cận xem vậy thì bằng chứng lâm sàng nhận định đứa trẻ khó thở thì các bạn phải tiếp cận xem thứ nhất là chúng ta phải đếm nhịp thở đứa trẻ. Đấy, nhịp thở đứa trẻ là bao nhiêu lần một phút? Đấy, thì chúng ta phải tiến hành đấy, công tác chúng ta lại phải làm tiến hành đếm nhịp thở trong vòng 1 phút và chúng ta nhận định xem vậy chúng ta lại so sánh cái nhịp thở này so với nhóm tuổi xem nó quyết định nó có thở nhanh hay không. Vậy thì so với các nhóm tuổi xem ví dụ trẻ dưới 2 tháng thì tần số từ 60 lần một phút trở lên thì gọi là thở nhanh, hoặc là trẻ từ 2 tháng đến dưới 12 tháng nhịp thở từ 50 lần một phút trở lên là thở nhanh, trẻ từ 12 tháng đến 5 tuổi nhịp thở từ bao nhiêu từ 40 lần một phút trở lên là thở nhanh, và trẻ trên 5 tuổi thì nhịp thở trên 30 lần một phút trở lên là thở nhanh. Như vậy khi chúng ta muốn muốn bảo là đứa trẻ này nó đang trong tình trạng khó thở thì các bạn phải có bằng chứng lâm sàng, và bằng chứng lâm sàng ở đây nó là tần số thở. Và thông thường thì khi mà đứa trẻ bị khó thở nó sẽ thay đổi bằng kiểu nó đang thở nhanh đều và tăng tần số thở, và được nếu mà được gọi là thở nhanh thì chúng ta phải dựa vào tiêu chuẩn đó là tần số thở trên tuổi và các bạn so với các nhóm tuổi xin lỗi tần số thở trên 1 phút và các bạn so với nhóm tuổi xem nó ở cái nhóm tuổi nào và nó có nhanh hay không. Đấy là vẫn là cái dấu hiệu thứ nhất mà các bạn phải nhận định. Dấu hiệu thứ hai các bạn phải nhận định khi mà các bạn tiếp cận khó thở là chúng ta phải tìm và phát hiện xem đứa trẻ có biểu hiện sự gắng sức của cơ hô không hay không. Thế vậy gắng sức của cơ hô hấp ở đây thể hiện bằng những dấu hiệu gì? Ví dụ như là chúng ta tìm phát hiện xem đứa trẻ có dấu hiệu rút lõm lồng ngực hay không. Đấy, là dấu hiệu rút lõm lồng ngực. Thế trong bài khám hô hấp các bạn biết là rút lõm lồng ngực là dấu hiệu gì? Lõm xuống một cái lõm khoảng 1/3 dưới lồng ngực trong thì hít vào. Đấy, trong thì hít vào. Đấy, và với riêng với nhóm trẻ dưới 2 tháng thì dấu hiệu rút lõm lồng ngực phải mạnh và liên tục thì mới có ý nghĩa, bởi vì nhóm tuổi này thì các bạn thấy nó vẫn có cái dấu hiệu rút lõm lồng ngực nhẹ mà không liên tục. Thứ hai, ngoài các dấu hiệu gắng sức cơ hô hấp nó là rút lõm lồng ngực ra thì các bạn phải tìm xem những dấu hiệu khác nó thể hiện tình trạng gắng sức cơ hô hấp, ví dụ co kéo cơ gian sườn hoặc là rút lõm hõm ức đấy, hoặc là dấu hiệu đầu gật gù theo nhịp thở, hoặc là chúng ta nhìn cái cánh mũi nó phập phồng, chúng ta không nhìn cái khẩu kính nó mũi nó nở to ra trong thì hít vào cánh mũi phập phồng. Thế thì đấy là những cái dấu hiệu nó thể hiện cái tình trạng gắng sức của cơ hô hấp. Một cái dấu hiệu nữa mà các bạn cũng phải phát hiện lên lâm sàng đó là gì ngoài tần số thở, ngoài sự gắng sức của cơ hô hấp thì cái gì ạ cái đứa trẻ này có cái tiếng thở thì bất thường không? Đấy. Ví dụ đứa trẻ có tiếng thở khò khè, tiếng thở rít khi nằm yên hay tiếng thở rên hay không? Ví dụ đặc biệt là nhóm trẻ sơ sinh khi mà bị khó thở, bị suy hấp thì hay xuất hiện tiếng thở rên. Đấy, tiếng thở rên là xuất hiện hiện do cái nó nắp thách môn nó đóng lại trong cái thì thở ra để nó duy trì cái áp lực dương của đường thở để tránh hiện tượng nó xẹp phổi. Đấy thì tóm lại là gì? Khi mà chúng ta muốn chứng minh đứa trẻ có khó thở hay không thì các bạn phải đếm được nhìn tần số thở của đứa trẻ. Chúng ta phải đánh giá được sự gắng sức của cơ hô hấp và chúng ta phải phát hiện xem có tiếng thở gì bất thường hay không. Ngược lại, có một số tình huống trong thực tế lâm sàng thì các bạn thấy là thông thường đứa trẻ khó thở nó sẽ thể hiện bằng tần số thở thở nhanh, sự gắng sức của hô hấp. Tuy nhiên, nếu cái sự gắng sức của hô hấp ấy nó thường chỉ xuất hiện ở giai đoạn đầu của quá trình khó thở của suy hấp thôi. Tuy nhiên nếu chúng ta không điều trị, chúng ta không can thiệp cho bệnh nhân mà bệnh nhân nó để cái bệnh tình trạng của bệnh nhân nó
nó không được can thiệp, không được điều trị, thì cái tình trạng khó thở, cái tình trạng gắng sức của cô hấp dần dần nó, cái cơ nó sẽ đi vào giai đoạn là giai đoạn mệt, kiệt sức, và lúc đó thì cái tình trạng khó thở của bệnh nhân nó sẽ không thể hiện bằng cái dấu hiệu đấy nữa đâu, mà lúc đó có thể là đứa trẻ nó sẽ thở không đều hoặc thở chậm hơn bình thường, và nó không thể thở nhanh nữa mà nó thở chậm hơn bình thường, hoặc kèm theo nó có cái tình trạng cơn ngừng thở. Hoặc là trong một số trường hợp đặc biệt, ví dụ như các bạn thấy gặp những đứa trẻ nó có các bệnh lý về thần kinh cơ, ví dụ như đứa trẻ bị nhược cơ, bị nhão cơ chẳng hạn, hoặc còn loạn xương cơ chẳng hạn, thì các bạn thấy là nó bị những cái bệnh lý đấy nó làm cho cái cơ hô hấp nó không, nó bị nhược, nó bị yếu, nó không thể co bóp thì gây cái tình trạng khó thở được, gây cái tình trạng gắng sức được. Đấy là những tình trạng đấy thì rõ ràng trên lâm sàng đứa trẻ nó khó thở, nhưng tần số thở nó không thay đổi, hoặc thậm chí là đứa trẻ nó có thể chợt thở chậm hơn bình thường, và qua đó thì chúng ta sẽ dựa vào đó thì chúng ta sẽ phát hiện là những trường hợp đấy thì nó khó thở thì tần số thở nó không tăng, nhưng nó kèm theo nó cái tình trạng thở không đều, rồi kèm theo nữa là chúng ta đánh giá trên lâm sàng đứa trẻ thấy có cái tình trạng nó bị giảm cái độ bão hòa oxy của máu. Đấy là cái vấn đề thứ nhất là chúng tôi muốn nói với cái vấn đề về khó thở. Thứ hai là về vấn đề nguyên nhân của khó thở, thì chúng ta sẽ có những gặp những nhóm nguyên nhân gì gây khó thở ở trẻ em. Đấy, nguyên nhân gì gây khó thở ở trẻ em. Thì nhóm nguyên nhân thứ nhất là chúng ta đề cập đến cái mà nhóm mà cũng có thể là gọi là nhóm mà thường gặp nhất, đó là các cái nhóm nguyên nhân mà thừa tại cái tại hệ hô hấp. Đấy, tại hệ hô hấp thì nó chính xác hơn, chúng ta ghi là tại phổi thì nó hơi khu trú, nhưng mà chúng ta ghi là tại 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 hệ hô hấp, tại tại thì tại hệ hô hấp thì nó có những nguyên nhân có thể do bẩm sinh, cũng có thể do mắc phải. Đấy, tại nó có những nguyên nhân bẩm sinh hoặc mắc phải. Thì tại hệ hô hấp thì chúng ta lại chia thành các cái nhóm nguyên nhân, ví dụ như là cái nhóm nguyên nhân gây các cái bệnh phổi tắc nghẽn. Đấy, nguyên nhân gây bệnh phổi tắc nghẽn thì đặc trưng của cái nhóm nguyên nhân này là nó sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình trao đổi khí, ảnh hưởng đến quá trình trao đổi khí, mà nó gây để có thể nguyên nhân tại đường hô hấp hoặc là nguyên nhân ngoài đường hô hấp, nhưng mà nó gây tình trạng là gì ạ, nó làm giảm hoặc hẹp hoặc là tắc nghẽn đường dẫn khí, tắc nghẽn đường dẫn khí. Và những nhóm nguyên nhân ở đây chúng ta có thể chia thường những nhóm thường ở gặp ở những trẻ sơ sinh chẳng hạn, ví dụ các bạn thấy là những cái u bì, u tang bì hoặc những u vùng mũi họng nó chèn ép vào đường thở. Đấy, nó chèn ép vào đường thở và làm hẹp đường khí, hoặc đứa trẻ bị ho gà. Đấy, hoặc đứa trẻ bị hẹp khí quản, như các bạn thấy là đứa trẻ có thể hẹp khí phế quản bẩm sinh, nhuyễn khí phế quản bẩm sinh chẳng hạn. Đấy, hoặc là những trường hợp sau đặt nội khí quản, có nghĩa các bạn thấy giai đoạn là có thể sau đứa trẻ đặt nội quản nó gây gây sẹo, gây hẹp khí quản chẳng hạn. Đấy thì nó có thể làm hẹp cái đường thở của đứa trẻ, hoặc các bạn có thể gặp một hội chứng gọi Peyer-Robbins. Thì cái hội chứng này thì các bạn thường gặp ở nhóm trẻ sơ sinh, nó bị khó thở, bị suy hấp khi mà đứa trẻ nằm ngửa, và tổn thương trong hội chứng Peyer-Robbins này nó sẽ gồm những tổn thương như sau. Thứ nhất là nó bị thiểu sản cái xương hàm dưới. Đấy, tổn thương thiểu sản xương hàm dưới. Thứ hai là chúng ta thấy thường đứa trẻ nó bị cái gốc lưỡi nó thường to và nó được bị mất cái phanh lưỡi này, cái hàm lưỡi này. Đấy là cái tổn thương thứ hai. Và tổn thương thứ ba nữa là thường bệnh nhân có thể gặp những cái tổn thương kèm theo những sứt môi, hở bếch với đứa trẻ này. Thì do cái tổn thương trong đứa trẻ này, cái phanh lưỡi, cái hàm lưỡi nó bị mất cái phanh lưỡi, hàm lưỡi, nên khi đứa trẻ nằm hửa ra thì cái gốc lưỡi nó có xu hướng nó sẽ tụt vào đường thở và nó làm cho đứa trẻ bị khó thở. Và thường nó, đặc điểm của khó thở của nhóm trẻ này là nó bị khó thở khi đứa trẻ nằm ngửa. Còn nếu đứa trẻ này cho đứa trẻ nằm nghiêng và nằm sấp thì cái tình trạng khó thở nó sẽ cải thiện. Đấy. Hoặc là trong trường hợp bệnh nhân bị ho gà do các cái độc tố ho gà nó kích thích vào biểu mô đường hô hấp và đang làm co thắt cái đường hô hấp gây tình trạng là khó thở. Đấy, nó như thế. Đấy là với nhóm trẻ sơ sinh. Với nhóm trẻ nhỏ chúng ta có thể gặp do những cái dị vật đường hô hấp, ví dụ dị vật về thanh quản, dị vật về khí phế quản đấy, hoặc những trường hợp bệnh nhân bị màng ngăn khí phế quản, hoặc bệnh nhân bị vòng mạch máu. Đấy, có những hội chứng ví dụ như vòng mạch máu nó chèn ép vào,
nó chèn ép, nó quấn vào cái khí quản hoặc phế quản, làm cho cái khí quản nó không phát triển được, nó bó chặt những cái khí phế quản, làm cho cái đường thở nó bị hẹp lại. Hoặc trong những trường hợp bệnh lý mắc phải, ví dụ các bạn thấy đứa trẻ bị viêm tiểu phế quản đấy, nó bị viêm tiểu phế quản, nó bong chóc các biểu mô phế quản, do nó gây tắc nghẽn tiểu phế quản, rồi bệnh nhân bị hen phế quản do hiện tượng bị co thắt, bị xuất tiết viêm, hoặc là viêm mãn tính gây co thắt, gây xuất tiết, gây phù nề phế quản, gây hẹp phế quản. Hoặc trường hợp bệnh nhuyễn thì phế quản nó gây hẹp phế quản. Đấy, nó như thế. Ở nhóm trẻ lớn và nhóm vị thành niên, chúng ta có thể gặp ngoài dị vật ra, hen phế quản ra, thì chúng ta có thể gặp những trường hợp như là bị hạch, hoặc bệnh viêm loét thanh quản đấy, hoặc những trường hợp bệnh nhân bị phản vệ, u thanh quản chẳng hạn. Tất cả những ngoài nó có thể chèn ép và nó gây làm chèn ép vào đường thở, gây gì ạ? Gây hẹp hoặc gây tắc nghẽn đường thở. Đấy là cái ý thứ nhất trong cái nhóm nguyên nhân tại hệ hô hấp. Nhóm nguyên nhân thứ hai trong cái hệ tại hệ hô hấp đó là các nguyên nhân gây bệnh phổi hạn chế. Bản chất của cái nhóm nguyên nhân trong gây bệnh phổi hạn chế này là gì? Là nó sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình giãn nở của phổi. Đấy, nguyên nhân gây bệnh phổi hạn chế đây là gì? Nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình giãn nở của phổi. Đấy, giãn nở của phổi. Cái nhóm thứ nhất là nó ảnh hưởng đến cái quá trình trao đổi đường dẫn khí, ảnh hưởng đến cái đường dẫn khí, chèn vào đường dẫn khí. Nhưng nhóm nguyên nhân thứ hai thì chúng ta thấy là chúng ta thấy ảnh hưởng đến cái quá trình phổi nó nở ra, nó giãn nở ra. Đấy. Đấy, quá trình trao đổi giống như quá trình cái bong bóng nó chúng ta bơm ra, nó ảnh hưởng đến quá trình giãn nở của cái bóng phổi. Thế thì ở nguyên nhân ở đây gặp những nhóm nguyên nhân gì? Ví dụ như ở trẻ sơ sinh chúng ta gặp bệnh lý màng trong. Đấy. Đặc biệt nhóm trẻ dưới 32 đến 35 tuần thì chúng ta hay rất hay gặp các bệnh lý màng trong. Các bạn biết là gì ạ? Khi tiếp cận với đứa trẻ suy hô hấp sơ sinh bệnh màng trong thì các bạn thấy là trong cái thời kỳ bào thai thì khoảng từ tuần thứ 24 trở đi thì cái tế bào phế nang loại 2 nó sẽ tiết một cái chất gọi chất giảm chức năng về mặt nó sơ vết tăng. Đấy, và nó không bền vững, và khi khoảng tuần thứ 32 trở đi thì cái việc sản xuất sơ vết tăng của tế bào phế nang loại 2 này nó sản xuất nó mới bền vững. Tuy nhiên ở đứa trẻ sinh non thì do là quá trình chuẩn bị cho quá trình khi đứa trẻ ra đời nó không có, nên là cái tế bào phế nang loại 2 này nó sản xuất kém hoặc không sản xuất cái sơ vết tăng. Chính vì vậy khi đứa trẻ đẻ ra đời thì cái phổi nó luôn luôn ở trạng thái là nó gì, nó đông đặc, nó chứa rất nhiều dịch và huyết tương ở trong lòng các phế nang, nó làm cho khả năng giãn nở của các phế nang bị giảm đi. Các bạn tưởng tượng giống như cái quả quả bóng mà nó bị giãn nở nó kém đấy. Đấy, ví dụ các bạn so sánh ví dụ như là một cái quả bóng bay với một cái quả ruột của cái quả bóng đá, thì chúng ta thấy là cái độ giãn nở của cái quả bóng bay nó sẽ tốt hơn là cái độ giãn nở của cái ruột quả bóng đá. Đấy, chính vì vậy ở bệnh lý màng trong thì cái phổi của bệnh nhân nó cũng ví như là cái ruột của quả bóng đá. Tất nhiên là cái bệnh lý, cái cơ chế bệnh sinh của màng trong thì nó rất nhiều các nguyên nhân, nhưng mà một trong nguyên nhân là nó giảm cái do thiếu cái sơ vết tăng, nó giảm cái khả năng giãn nở của phổi. Đấy, thì chính vì vậy là cái sự giãn nở của phổi nó kém, là đông đặc, nó chứa nhiều dịch, nên là cái quá trình trao đổi oxy, cái màng trao đổi oxy, màng trao đổi khí nó bị ảnh hưởng, gây tình trạng là giãn nở phổi kém và gây ảnh hưởng gây suy hấp. Hoặc những trường hợp đứa trẻ bị đẻ non hoặc là thiếu nắng, nó quá, nó cái phổi nó phổi quá non, phổi chưa trưởng thành chẳng hạn, nó gây suy hấp. Đấy, phổi chưa trưởng thành. Hoặc những trường hợp bệnh nhân bị não cơ hoành. Đấy. Cái cơ hoành chúng ta thấy biết là nó cơ chính tham gia quá trình hô hấp, bệnh nhân cơ hoành nó nhão ra, lúc nào nó ở trạng thái nó không co bóp được, chúng ta ở trạng thái nó gọi là mất trương lực chẳng hạn. Đấy là gì, cái phổi nó ứ trệ, rồi các hội chứng ví dụ như là hội chứng hít phân su. Đấy, ví dụ như các bạn gặp trong trường hợp đứa trẻ bị suy hấp bào thai, suy thai cấp thì chẳng hạn, nó có thể khi đứa trẻ đẻ ra chúng ta gặp hội chứng hít phân su, đứa trẻ bị suy thai cấp trong thời kỳ bào thai nó sẽ gây kích thích cái bào thai, nó gây thở và đứa trẻ sẽ hít vào cái dịch phân su ở trong đường thở và gây suy thai. Đấy. Hoặc là những trẻ bị viêm phổi, liệt cơ hoành, tổn thương thần kinh, nhiễm khuẩn huyết, tổn tim bẩm sinh, tất cả những này nó gây ngộ độc, nó làm cho quá trình duy trì quá trình vận hành cái quá trình hô hấp nó bị ảnh hưởng. Đấy là nhóm sơ sinh.
Ở nhóm trẻ nhỏ thì chúng ta có thể gặp những nguyên nhân như là viêm phổi do vi khuẩn, do virus đấy chúng ta thường gặp, và thậm chí viêm phổi do hít nữa, hít do khi chúng ta hít phải những khói độc hoặc những chất độc hoặc những dịch độc hoặc loạn xoạn phế quản phổi này, loạn xoạn phế quản phổi này thường cái này viết tắt cái từ tiếng Anh nó là BPD, nó là cái hậu quả của các bạn thấy thường nếu gặp trong giai đoạn sơ sinh, ví dụ các bạn thấy bệnh màng trong này chẳng hạn, phổi non này chẳng hạn, các bạn điều trị cho bệnh nhân, các bạn sẽ cho bệnh nhân thở oxy hoặc thở máy với oxy cao áp, nồng độ oxy 100% trong khí thở vào, và các bạn thường các bạn hay cho bệnh nhân bơm cái hỗ trợ cái sơ vất tăng qua cái đường nội quản. Và sau khi mà các bạn điều trị, các bạn bơm thì thường cái nồng độ oxy, cái quá trình oxy hóa máu nó sẽ tốt lên. Và nếu thông thường trong điều trị thì chúng ta bạn phải theo dõi cái quá trình oxy hóa máu và các bạn đánh giá. Thế thì có những trường hợp bệnh nhân khi được điều trị rồi thì cái quá trình oxy hóa máu nó tốt nên mà chúng ta đang thở oxy nồng độ 100% thì chúng ta phải có động tác là chúng ta giảm dần cái nồng độ oxy trong khí thở vào này xuống để nó làm đến cái mức thấp nhất để nó có thể duy trì được cái PaO2, tức là cái áp suất oxy trong máu động mạch đấy, hoặc là cái SpO2. Chứ không phải là các bạn cứ thấy trên lâm sàng bệnh nhân SpO2 100% đấy rồi bệnh nhân rất là hồng hào, rồi đo cái áp suất diêm phần của PaO2 trong máu, khi máu động mạch ấy, lúc nào cũng 200 300 như thế, chúng ta cứ bảo tốt cho chúng ta duy trì như thế mà chúng ta không có động tác giảm lần oxy trong khí thở vào thì cái cuối cùng này nó sẽ gây một cái tình trạng đó là bệnh nhân bị ngộ độc oxy. Và cái tổn thương ngộ độc oxy ở đây nó sẽ gây tình trạng là nó gây loạn xạ phế quản phổi hay gọi là bệnh phổi mạn ấy, ở những đứa trẻ mà sử dụng oxy mà liều cao kéo dài đấy. Và ngoài cái tổn thương do loạn xạ phế quản phổi này thì những trường hợp đứa trẻ sinh non mà sử dụng oxy liều cao kéo dài nó sẽ gây một cái bệnh lý nữa là cái bệnh lý võng mạc ở đứa trẻ sinh non, hay gọi là bệnh lý ROP, tức là ROP gọi mình đọc là ROP, là ở trẻ sinh non nó gây gì, là gây thoái hóa võng mạc. Thế thì đấy, nó loạn xạ phế quản phổi nó sẽ thay đổi cái biểu mô, thay đổi cái cấu trúc của phế quản đi mà làm cho đứa trẻ bị khó thở, những đứa trẻ bị phù phổi hoặc khi phế thủng bẩm sinh chẳng hạn. Ở trẻ lớn và vị thành niên chúng ta có thể gặp những cái nguyên nhân mà ví dụ như nó ảnh hưởng từ phía ngoài vào, nó làm ảnh hưởng quá trình biến đổi của cái lồng ngực, nó gây tình trạng là đứa trẻ bị khó thở, bị suy hấp, những trường hợp bệnh nhân bị biến dạng lồng ngực này, bị gù vẹo cột sống này đấy, ngực hình phễu hoặc chấn thương, hoặc những trường hợp bệnh nhân chúng ta thấy là nó có thể do tràn khí hoặc tràn dịch màng phổi ấy, tràn khí dung thất này, những trường hợp đấy nó sẽ gây tình trạng là nó làm cho quá trình nó ép vào cái nhu mô phổi, làm cho cái quá trình giãn nở của phổi nó bị ảnh hưởng. Đấy là nhóm nguyên nhân thứ hai các bạn có thể gặp. Nhóm nguyên nhân thứ ba là các bạn có thể gặp với các cái bệnh lý mạch máu phổi, nó cũng có thể gây tình trạng khó thở ở bệnh nhân. Ví dụ như ta đề cập đến trong cái bệnh lý mạch máu phổi này, chúng ta có thể đề cập đến đặc biệt là những trường hợp bệnh nhân có những cái ví dụ như là tắc mạch phổi chẳng hạn, những cái bệnh lý liên quan đến cái cơ chế bệnh sinh nó có thể làm cho tắc mạch phổi đấy, ví dụ nhồi máu phổi đấy. Với các bạn thấy là đặc biệt trong sinh lý bệnh của cái bệnh nhân bị nhiễm COVID chẳng hạn thì người ta cũng đề cập đến một cái khả năng nữa là nó cơ chế bệnh sinh nó đánh vào, nó gây hiện tượng là tăng đông và gây hiện tượng tắc các mạch máu phổi, gây tình trạng phổi nó bị suy hô hấp. Hoặc ví dụ trong những bệnh lý bệnh màng trong này chẳng hạn này, các bạn thấy là nó sẽ bình thường thì cơ chế bệnh sinh của cái bệnh màng trong ở đây là gì ạ? Chúng ta thấy là khi mà máu được trao đổi oxy được theo cái con đường là từ máu từ tâm thất phải sẽ bơm máu qua động mạch phổi, sau đó đến phổi và trao đổi oxy đến động mạch này, là các động mạch nhỏ rồi mao động mạch đấy, nó sẽ trao đổi oxy qua cái màng, trao đổi mạch máu và phế nang, sau nó theo con đường mao mạch trở về tĩnh mạch phổi, sau đó tiếp tục trở về tâm nhĩ trái, trao đổi trung tâm tâm trái và đi nuôi cơ thể. Tuy nhiên ở trong những bệnh lý màng trong hoặc trong bệnh lý nhân mà bị giảm giảm phổi hoặc phổi không trưởng thành này, thì khi máu đưa lên cái mao mạch phổi để trao đổi oxy thì cái màng trao đổi oxy này, màng hô hấp nó bị ảnh hưởng, chính vì vậy là cái máu nó sẽ không trao đổi đây được nữa và nó sẽ lại quay trở lại, nó đi ra một con đường gọi là con đường nối tắc, nó sẽ mở những cái săn ở trong phổi và nó đi tắt sang cái tĩnh mạch phổi và nó trở về tim, và chính vì vậy trong những bệnh lý đấy thì nó sẽ làm cho cái máu nó không được trao đổi oxy mà nó đi tắt theo con đường săn, và nó mở những cái săn ở phổi đấy, và nó trở về tim và máu nó chưa được trao đổi oxy nó trở về. Đấy, nó đấy, cơ chế trong những bệnh lý nó gọi là mở mở những cái săn trong phổi.
Đấy thì những cái bệnh lý mạch máu phổi có thể gây tình trạng khó thở ở trẻ. Đấy là ba cái nhóm nguyên nhân mà tại hệ hô hấp để chúng ta đã trình bày. Ngoài cái nhóm nguyên nhân ở tại hệ hô hấp ra thì chúng ta thấy có thể gặp những nguyên nhân khó thở do nhóm nguyên nhân thứ hai mà chúng ta thường gặp, đó là có thể chúng ta đề cập đến cái nguyên nhân về bệnh lý tuần hoàn, bệnh lý về tim mạch và tuần hoàn. Thì trong nhóm bệnh lý về tim mạch và tuần hoàn này thì các bạn có thể gặp những nhóm bệnh lý mà nó làm ảnh hưởng đến cái tình trạng khó thở của bệnh nhân, ví dụ như là cũng có thể do bẩm sinh. Ví dụ là các bạn gặp những bệnh lý bẩm sinh, ví dụ như là những trường hợp bệnh nhân bị tim bẩm sinh hoặc những bất thường về cấu trúc tim chẳng hạn, ví dụ như là tim bẩm sinh tím sớm, hoặc những cái bệnh nhân mà bị tim bẩm sinh mà nó có tính chất là nó phụ thuộc vào cái ống động mạch chẳng hạn. Đấy, các bạn biết là khi đứa trẻ đã trong thời kỳ bào thai thì giữa tuần hoàn chủ và tuần hoàn phổi nó được thông nhau bằng ống động mạch rồi các lỗ thông. Thế thì trong khi đứa trẻ ra đời, khi trong thời kỳ bào thai, khi đứa trẻ đẻ ra thì do cái thay đổi của cái áp lực giường mao mạch phổi, rồi thay đổi của huyết áp động mạch, và cái ống động mạch này nó sẽ dần dần nó đóng lại về mặt chức năng. Đấy, trước mắt nó đóng về mặt chức năng đã, sau đó nó sẽ đóng về mặt giải phẫu và dần nó sơ hóa đi và nó tạo thành một cái dây chằng, dây xeo động mạch. Đấy, tuy nhiên có một số cái nhóm bệnh lý mà khi đứa trẻ đẻ ra ấy, nó sẽ bắt buộc nó phải tồn tại, nó duy trì cái ống động mạch này để đứa trẻ mới có thể sống được. Ví dụ như các bạn có thể gặp trong những trường hợp bệnh nhân bị đảo gốc động mạch hoàn toàn. Đấy, đảo gốc bệnh động mạch hoàn toàn chẳng hạn, thì các bạn thấy là trong bệnh lý này nó có sự đảo ngược giữa tuần hoàn chủ và tuần hoàn phổi. Bây giờ bình thường chúng ta thấy động mạch phổi sẽ xuất phát từ tâm thất phải và động mạch chủ sẽ xuất phát từ tâm thất trái, nhưng ở trong bệnh lý nhân này thì động mạch chủ lại xuất phát từ tâm thất phải và động mạch phổi lại xuất phát từ tâm thất trái. Chính vì vậy, để mà có máu đi nuôi cơ thể, có máu oxy đi nuôi cơ thể thì chúng ta phải tồn tại thế, nó có duy trì một cái hệ thống, đó là hệ thống ống, ví dụ thông liên nhĩ, thông liên thất, rồi cái ống động mạch này nó phải để trao đổi giữa tuần hoàn và chủ và tuần hoàn phổi. Tuy nhiên, do cái bệnh lý này dần dần cái ống động mạch cái xu hướng nó sẽ đóng lại và nó làm cho cái tuần hoàn chủ và tuần hoàn phổi nó bị tách biệt và đứa trẻ nó bị thiếu oxy đi nuôi cơ thể, gây tình trạng khó thở. Và các bạn có thể gặp trong một số bất thường về bệnh lý tim, về cấu trúc tim, thì những trường hợp đứa trẻ bị bất thường các cái tĩnh mạch phổi trở về tim chẳng hạn. Các bạn biết là tĩnh mạch phổi khi sau khi nhận cái máu mà đã được trao đổi oxy, nó phải theo con đường đường tĩnh mạch phổi mà trở về nhĩ trái và đổ vào tâm nhĩ trái. Tuy nhiên, trong các bất thường cấu trúc tim nó lại không đổ về tâm nhĩ trái, nó lại đổ về chỗ khác, như đổ vào song vành đấy chẳng hạn, hoặc nó đổ về tâm nhĩ phải đấy. Thì như vậy là nó có thể gây tình trạng là đứa trẻ bị khó thở, bị suy hấp. Đấy là các bệnh lý tim mạch, hoặc là các nguyên nhân mà cũng có thể bệnh lý tim mạch mắc phải. Ví dụ các bạn có gặp những trường hợp có thể mắc phải, ví dụ như là bệnh nhân bị sốc. Đấy, các bạn gặp bệnh nhân bị sốc chẳng hạn, thì bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn, đấy, sốc nhiễm trùng, nhiễm độc, thì những cái độc tố của vi khuẩn nó sẽ tác động đến tế bào cơ tim, làm cho cái khả năng co bóp của cơ tim bị giảm đi, đấy, gây tình trạng sốc. Hoặc các bạn có thể gặp những bệnh lý liên quan đến gọi là viêm cơ tim do virus chẳng hạn. Ví dụ như là các bạn gặp những cái biến chứng của bệnh nhân, ví dụ COVID cũng là một cái nhóm nguyên nhân mà họ đấy, nó đặc biệt trong cái thời gian gần đây người ta hay nhắc đến nhiều một cái khái niệm gọi là MIS-C, gọi là viêm đa hệ thống, cái chẳng hạn, hoặc là nó cái hội chứng gọi đáp ứng miễn dịch hoặc là rối loạn miễn dịch của cơ thể, đặc biệt là trẻ em, người ta có đề cập những hội chứng MIS-C. Thì hoặc là những trường hợp bệnh nhân bị biến chứng do điều trị, những trường hợp bệnh nhân bị tay chân miệng mà do virus EV71 chẳng hạn, biến chứng nó gây viêm cơ tim cấp, thì những trường hợp đấy nó làm ảnh hưởng cái quá trình co bóp của tế bào cơ tim và nó gây tình trạng khó thở. Đấy là nhóm thứ hai, thì các bạn khi tiếp cận các bạn có thể gặp những nguyên nhân gây bệnh lý tim mạch như thế, đó là cũng có thể do bẩm sinh, cũng có thể do mắc phải. Một cái nhóm nguyên nhân thứ ba nữa mà chúng ta đề cập đến các nguyên nhân khó thở ở đây, chúng ta có thể đề cập đến các nguyên nhân về hệ thần kinh. Thì các nguyên nhân hệ thần kinh ở đây, người ta có thể đề cập đến những bệnh lý, ví dụ như cho đứa trẻ bị sinh non, hoặc đứa trẻ bị ngộ độc thuốc, hoặc những đứa trẻ bị viêm màng não hoặc xuất huyết não màng não, nó có thể gây tình trạng là các cái tình trạng khó thở. Bởi vì các bạn biết là cái quá trình hô hấp tế bào nó muốn hoàn chỉnh được thì nó phải cần có sự tham gia của nhiều các cơ quan tham gia vào quá trình hô hấp, đó là về hệ hô hấp này, hệ tuần hoàn này,
thần kinh này, đấy đó là cái trung tâm điều khiển và hệ huyết học, rồi gì nữa, rồi nội môi, rồi cuối cùng là đến tế bào. Đấy thì cái hai cái nhóm trên chúng ta vừa đề cập đến là các cái nhóm nguyên nhân hệ hô hấp này, các cái nhóm nguyên nhân hệ tim tuần hoàn, thì cái nhóm nguyên nhân thứ ba là chúng ta gặp với các nguyên nhân tại cái hệ thần kinh, tức là các cái trung tâm điều khiển hô hấp nó có bị ảnh hưởng hay không. Rồi ngoài ra các bạn có thể gặp khó thở, nguyên nhân do các bệnh lý ví dụ như là bệnh lý huyết học, rồi các cái chuyển hóa, rồi nội môi, rồi đường huyết, rồi nhiễm toan máu, rồi thậm chí là khó thở chúng ta có thể gặp nguyên nhân do gắng sức nữa. Hay khó thở do gắng sức, mà đặc biệt trong khó thở do gắng sức này chúng ta có thể đề cập những nguyên nhân, ví dụ như trong trường hợp bệnh nhân bị hen phế quản chẳng hạn, thì cũng có thể nó nguyên nhân liên quan đến vấn đề gắng sức. Nên các bạn mới thấy tại sao những bệnh nhân hen phế quản này, hoặc những bệnh nhân khi mà các bạn thấy là khi mà có các bạn nô đùa chạy nhảy, đứa trẻ nó nô đùa nó chạy nhảy nó gắng sức ấy, thì lại xuất hiện cơn khó thở, thì đấy cũng là một cái dạng gọi là dạng kiểu hình hen liên quan đến vấn đề về gắng sức. Đấy, cái hen phế quản nó có thể có rất nhiều các loại kiểu hình khác nhau, liên quan gắng sức này, liên quan đến khí lạnh này, liên quan tiếp xúc dị nguyên, liên quan thay đổi thời tiết chẳng hạn. Đấy, rồi ngoài ra những nguyên nhân khác, ví dụ những nguyên nhân do béo phì, đấy nó làm là ảnh hưởng đến khó thở. Đặc biệt các bạn thấy những đứa trẻ bị béo phì chẳng hạn thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái quá trình gọi là quá trình cái ảnh hưởng đến cái cơ học của phổi, quá trình các bạn hiểu nôm na giống như kiểu nó ảnh hưởng đến cái ứ trệ của cái khả năng giãn nở phổi chẳng hạn đấy. Nó như thế. Hoặc những nguyên nhân do thuốc chẳng hạn, như các bạn thấy có những nguyên nhân mà khó thở do thuốc, đặc biệt là các cái nhóm thuốc mà ức chế các cái trung tâm hô hấp chẳng hạn đấy, hoặc là các cái thuốc mà nó đối kháng với những trường hợp bệnh nhân, ví dụ như bệnh nhân bị hen mà chúng ta sử dụng những thuốc mà ví dụ như chẹn beta chẳng hạn đấy. Các bạn biết là trong cái điều trị bệnh nhân bị hen chẳng hạn thì các bạn thường có các cái thuốc gọi là thuốc kích thích thụ thể beta 2 alanergic chẳng hạn, thì những thuốc đấy nó tác động lên các tế bào thụ thể beta 2 của các biểu mô trên thành phế quản, nó kích thích cái thụ thể đấy và nó gây tình trạng là làm cho cái khó thở, tình trạng khó thở của bệnh nhân, cái co thắt của cái phế quản nó làm quá trình giãn phế quản ra. Nhưng mà các bạn lại sử dụng những thuốc nó tác động ngược lại chẳng hạn, để làm cho tình trạng khó thở của bệnh nhân nó nặng hơn. Ví dụ như các bạn lại sử dụng những cái thuốc, ví dụ như các bạn chẹn những cái thuốc chẹn beta, ví dụ như là thay vì các bạn sử dụng thuốc kích thích beta thì các bạn lại sử dụng thuốc chẹn beta, ví dụ như là cái nhóm propranolol chẳng hạn, thì các bạn sử dụng trong những điều trị những bệnh lý liên quan đến tim mạch ấy, hoặc những liên quan đến những trường hợp bệnh nhân bị nhịp nhanh ấy, hoặc bệnh nhân bị tăng huyết áp do cái cường thần kinh giao cảm ấy chẳng hạn, thì các bạn sử dụng những phẩm thuốc chẹn beta nó làm cho nhịp tim nó chậm xuống và nó làm giảm huyết áp. Nhưng ở những bệnh nhân hen phế quản hoặc bệnh nhân bị tắc nghẽn mãn tính chẳng hạn mà chúng ta lại sử dụng những nhóm thuốc đấy thì có thể làm cho đứa trẻ bị khó thở. Hoặc những nguyên nhân nó ví dụ như chúng ta đơn giản có thể gặp những nguyên nhân khó thở liên quan đến tâm lý ở đứa trẻ chẳng hạn. Đấy, đặc biệt là cái nhóm trẻ mà vị thành niên, chúng ta có thể gặp những nhóm nguyên nhân liên quan đến vấn đề tâm lý, liên quan đến vấn đề stress. Đấy, hoặc là thậm chí là nhóm trẻ vị thành niên mà chúng ta có thể gặp những trường hợp bệnh nhân bị rối loạn phân ly, bị những bệnh nhân bị history chẳng hạn, có thể là những nguyên nhân khó thở do tâm lý. Đấy là các cái nhóm nguyên nhân gây khó thở ở trẻ em. Đấy, thì các bạn thường đề cập đến nó là các nhóm nguyên nhân tại hệ hô hấp này. Đấy, rồi hệ tuần hoàn, thần kinh, các nguyên nhân về huyết học và chuyển hóa, rồi các nhóm nguyên nhân khác. Vậy thì khi mà tiếp cận cái mục tiêu thứ ba này, cái mục tiêu thứ hai là khi mà tiếp cận đến một đứa trẻ bị khó thở ấy, thì chúng ta sẽ phải đánh giá những vấn đề gì. Đấy, đánh giá những vấn đề gì khi mà tiếp cận với một đứa trẻ bị khó thở thì chúng ta tiếp cận những vấn đề gì. Thì cái phần thứ nhất trong quá trình tiếp cận một đứa trẻ bị khó thở, đúng, chúng ta phải tiến hành hỏi bệnh sử cho bệnh nhân. Khi đi hỏi bệnh sử ở đây thì chúng ta sẽ giúp chúng ta gì ạ? À, chúng ta có thể giúp chúng ta định hướng hoặc định hình cái nguyên nhân gây khó thở ở đứa trẻ. Đấy, nguyên nhân gây khó thở ở đứa trẻ nó sẽ giúp chúng ta trong cái chúng ta hỏi cái gia đình hoặc hỏi người chăm sóc trẻ hoặc người mà trực tiếp mà chăm sóc trẻ chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta sẽ có giúp chúng ta định hướng được cái nguyên nhân cái khó thở ở đứa trẻ này. Ví dụ cái cách khởi phát của cái khó thở này. Đấy, ví dụ đứa trẻ khởi phát đột ngột chẳng hạn thì nó có thể liên quan những trường hợp bệnh nhân bị dị vật hoặc chấn thương, hoặc khởi phát trên vài giờ, có thể những trường hợp bệnh nhân bị hen phế quản hoặc bệnh nhân bị nhiễm toan do đái tháo đường, ví dụ như khởi phát đấy. Đấy, các bạn thấy có những đứa trẻ nó đang chơi chẳng hạn,
đang chơi chẳng hạn, hoặc các bạn hỏi với những đứa trẻ, hỏi bà mẹ, bố mẹ trẻ, hoặc những người chăm sóc trẻ, ví dụ cháu đang chơi, hoặc ví dụ đứa trẻ nó đang ăn, đang ăn đồ ăn, mà đặc biệt các bạn thấy ở ngoài 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 ở Việt Nam chúng ta thường hay có những quả nó có chứa những hạt này, đứa trẻ nó ăn chẳng hạn, ví dụ như là quả quả vải này, quả nhãn này, ăn na này đấy, hoặc là đứa trẻ ăn thạch chẳng hạn đấy, các bạn thấy, hoặc là những đứa trẻ chơi những cái đồ chơi đấy, những chi tiết nó có những chi tiết nhỏ ấy. Các bạn thấy những cái đồ chơi trẻ em, những cái đồ chơi lắp ghép chẳng hạn ấy, người ta bao giờ người ta khuyến cáo là ví dụ không dùng cho những trẻ dưới 4 tuổi, không dùng cho những trẻ dưới 6 tuổi đấy. Vì thế thì chúng ta thấy chúng ta hỏi kỹ cái bệnh sử xem là cái hoàn cảnh nó xảy ra đâu tuổi như nào đấy, ví dụ đứa trẻ đang ăn chẳng hạn, đang ăn vải, đang ăn nhãn, hoặc là đứa trẻ ăn thạch chẳng hạn, tôi xuất hiện đứa trẻ xuất hiện tình trạng khó thở đột ngột chẳng hạn, thì chắc chắn các bạn nghĩ đây ta có phải nguyên nhân do dị vật hay không đấy, hoặc đứa trẻ bị chấn thương thì rõ ràng là bệnh sử đứa trẻ nó sẽ có các chấn thương, những cơ chế bệnh nhân bị ngã, bệnh nhân bị tai nạn giao thông, nhân giúp chúng ta phát hiện ra những cái khó thở đấy. Rồi cái diễn biến trên vài giờ, ví dụ đứa trẻ trước khi khó thở đứa trẻ nó có những triệu chứng bị ho, hắt hơi, sổ mũi, nghẹt mũi, nặng ngực, tức ngực chẳng hạn, thì có thể gợi ý dấu hiệu bị hen đấy. Đấy là cái câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, cái hỏi thứ hai là cái quá trình bị bệnh như này, cái tần suất xuất hiện khó thở ở đây, hoặc cái yếu tố kích thích này, thậm chí là cái yếu tố liên quan khó thở cũng giúp cho chúng ta định hướng đến cái nguyên nhân gây khó thở, ví dụ quá trình bị bệnh bao lâu rồi, và cái tần suất xuất hiện khó thở như thế, đặc biệt những bệnh nhân liên quan những vấn đề về hen phế quản này chẳng hạn, thì cái tần suất khó thở này, hoặc cái tình trạng khó thở này nó sẽ liên quan đến vấn đề là bệnh nhân thay đổi thời tiết, liên quan đến vấn đề thì bệnh nhân bị tiếp xúc với dị nguyên, hoặc yếu tố kích thích gây khó thở, ví dụ như là các bạn thấy là bệnh nhân chạy nhảy này, bệnh nhân gắng sức này, hoặc bệnh nhân bị ăn các đồ ăn, ví dụ như bệnh nhân này ăn những đồ ăn có tính chất dị ứng, ví dụ như là tôm, cua, hoặc là các bạn tiếp xúc với những yếu tố dị ứng, ví dụ như là phấn hoa đấy, bụi chẳng hạn, nó gây khó thở chẳng hạn đấy, thì những yếu tố này, những yếu tố kích thích khó thở thì các bạn hỏi để các bạn phát hiện ra. Để khai thác các dấu hiệu đánh giá mức độ của khó thở như là hạn chế hoạt động thể lực hàng ngày, các hoạt động ngày. Vậy khi đứa trẻ bị khó thở như thế thì nó có ảnh hưởng đến nói không, có thể ảnh hưởng ăn không, đứa trẻ ảnh hưởng đến hoạt động thể lực hàng ngày hay không. Rồi chúng ta hỏi các thuốc mà đứa trẻ thường dùng đấy, ví dụ corticoid dạng hít đấy, hoặc thuốc kích thích chịu thể beta 2 analgesic, ví dụ các bạn thấy đứa trẻ dùng những dẫn xuất ví dụ salbutamol, rồi tebuterol hoặc là tebutalin, đấy là những thuốc dẫn xuất thụ thể beta 2 analgesic, hoặc đứa trẻ sử dụng những cái thuốc mà có tiêu ý dạng hít, ví dụ là flisotide, sertraline, đấy là chứa các thành phần fluticasone, là những thành phần có tiêu ý dạng hít. Thế thì những đứa trẻ này mà chúng ta hỏi thì bệnh sử của đứa trẻ nó thường xuyên sử dụng những thuốc này, mà khi đợt này đứa trẻ xuất hiện tình trạng khó thở như thế thì chúng ta hỏi xem là vậy thì cái việc mà đứa trẻ dùng này nó có thường xuyên, hay là đứa trẻ đợt này đứa trẻ nó đột ngột nó cắt các cái thuốc này đi đấy, ví dụ như các bạn thấy là corticoid dạng hít hoặc thuốc kích thích thụ thể beta 2 analgesic là những thuốc mà được điều trị và những điều trị dự phòng trong những bệnh nhân bị hen phế quản. Thế thì đợt này đứa trẻ chẳng hạn, các bạn hỏi bà ví dụ nhà cháu nó hết thuốc chẳng hạn, hết thuốc dạng xịt chẳng hạn, và mấy hôm nay do bố mẹ cháu bận, hoặc là ví dụ như là thời tiết thay đổi, hoặc là không, nhà xa không đi được, không mua được thuốc chẳng hạn, thì tự nhiên đợt này đứa trẻ xuất hiện tình trạng khó thở, thì bắt buộc các bạn hỏi như thế này, các bạn giúp chúng ta định hướng là vậy khả năng đứa trẻ này nó gì, nó cắt thuốc, các cái thuốc dự phòng một cách đột ngột như này nó xuất hiện tình trạng khó thở, vậy thì có thể liên quan đến vấn đề bị hen đúng không? Rồi các bạn khai thác các cái triệu chứng liên quan như là ho, khò khè, đờm, đau, là tiền sử mắc các bệnh dị ứng, tiền sử gia đình thì các bạn phát hiện được, ví dụ như triệu chứng ho, triệu chứng khò khè, triệu chứng sốt liên quan đến các vấn đề viêm đường hô hấp chẳng hạn. Đấy là cái phần thứ nhất, là các bạn tiếp cận với một bệnh sử của đứa trẻ bị khó thở. Cái phần thứ hai là các bạn tiếp cận, phần thứ hai nữa là tiếp cận về vấn đề khám lâm sàng, khám thực thể của đứa trẻ. Thì khi mà khám thực thể thì các bạn phải tiếp cận theo các cái bước, đó là đường thở, thở và tuần hoàn và thần kinh. Vậy đường thở chúng ta đánh giá đứa trẻ bằng cái gì? Bằng nhìn, bằng nghe, bằng cảm nhận. Đấy. Ta muốn đánh giá đường thở của đứa trẻ có thông thoáng không, có bị tắc nghẽn hay không thì các bạn phải nhìn. Vậy chúng ta nhìn đâu? Thì mắt, chúng ta phải nhìn vào bụng của đứa trẻ để đánh giá cái sự di động của lồng ngực.
Nghe thì chúng ta tai chúng ta để vào miệng mũi bệnh nhân, gần vào miệng mũi bệnh nhân thì chúng ta nghe cái tiếng thở của bệnh nhân và cảm nhận cái gì ạ? Cảm nhận cái hơi thở của bệnh nhân nó đập vào cái mặt của chúng ta. Đấy thì chúng ta phải nhìn, nghe và cảm nhận để đánh giá xem đứa trẻ còn thở hay không. Đấy, có thở hay không? Đường thở có thông thoáng hay không? Và khi các bạn tiếp cận với đứa trẻ, các bạn thấy đứa trẻ nó vẫn nói được, đứa trẻ nó vẫn khóc được thì chứng tỏ một điều là đường thở nó vẫn thông thoáng. Đấy, đường thở nó vẫn thông thoáng. Các bạn tiếp cận đứa trẻ, các bạn thấy nó khóc to, nó nhìn chúng ta nó khóc to, chả phải suy nghĩ gì nữa, đường thở nó vẫn thông thoáng, không bị tắc nghẽn. Đấy, hoặc ví dụ chúng ta tiếp cận một đứa trẻ, chúng ta hỏi đứa trẻ nó trả lời được, nó nói được. À vậy đứa trẻ này nó đường thở nó còn thông thoáng. Còn nếu mà đường thở nó không thông thoáng, nó bị tắc nghẽn rồi thì chắc chắn đứa trẻ nó sẽ không nói được và đứa trẻ nó sẽ không khóc được. Đấy là cái bước thứ nhất là đường thở, gọi là bước A. Bước B là thở thì chúng ta đánh giá xem là đứa trẻ có thở gắng sức hay không. Khi đứa trẻ bị khó thở thì chúng ta phải xem là nó có thở gắng sức hay không. Thở gắng sức ở đây bằng cách gì? Tần số thở. À, tần số thở chúng ta xem là bao nhiêu lần một phút, chúng ta đếm là chúng ta so với nhóm tuổi xem nó có thở nhanh không, có sử dụng các cơ hô hấp phụ không, như tôi vừa nói bằng trên, ví dụ bệnh nhân có sự dấu hiệu rút lõm lồng ngực hay không, có co kéo cơ gian sườn hay không, có rút lõm hõm ức hay không, có đầu gật gù thêm nhịp thở hay không, cánh mũi phập phồng hay không, hoặc có tiếng thở thì bất thường. Đấy, tiếng thở rít khi nằm yên, hoặc tiếng thở khò khè, hoặc tiếng thở rên. Đấy, đấy là cái trong cái vấn đề bước B chúng ta đánh giá thứ nhất là thở gắng sức. Cái vấn đề thứ hai chúng ta đánh giá là vậy thì cái việc thở của đứa trẻ như thế thì cái hiệu quả của thở nó có hiệu quả không? Cái hiệu quả của thở hay không thì chúng ta dựa vào cái gì? À, dựa vào thứ nhất là cái sự giãn nở của lồng ngực, sự di động của lồng ngực. Đấy. Bây giờ đứa trẻ nó thở được thì chúng ta phải xem là cái sự di động của ngực bụng nó có hiệu quả không, có di động không? Bảo đứa trẻ nó thở được nhưng mà nó không di động ngực bụng thì phải chứng tỏ cái nhịp thở nó không hiệu quả. Hoặc là chúng ta phải diễn chúng ta xem cái rì rào phế nang. Đấy, đứa trẻ nó thở chúng ta nghe nó rì rào phế nang, nó phải có thông khí. Bây giờ đứa trẻ nó thở mà lại sự di động của ngực bụng nó không có, rì rào phế nang nó không có thì chắc chắn là cái thở này nó không hiệu quả rồi. Đấy. Rồi chúng ta kiểm tra nữa là cái thở hiệu quả hay không nữa, chúng ta phải đo cái độ bão hòa oxy. Đấy, ngoài cái sự di động của lồng ngực này, sự cái rì rào phế nang thì chúng ta đo độ bão hòa oxy xem máu của bệnh nhân là bao nhiêu. Đấy, bây giờ chúng ta thấy trên mạng. Đấy, bây giờ gọi là bác sĩ. Bây giờ trên trên mạng chúng ta thấy là số lượng bệnh nhân F0 rất là nhiều, và người ta có một câu nói đùa là gì? Bây giờ bác sĩ F0 tốt nghiệp rất là nhanh. Bây giờ các bạn thấy là bây giờ thua nhau bán cái máy đo độ bão hòa oxy qua màng mạch, gọi là đấy, ta sử dụng cái gọi là cái pan-oximeter, chúng ta đo độ bão hòa oxy máu ngoại vi. Thế thì chúng ta phải sử dụng cái máy đo độ bão hòa oxy để chúng ta đo cái độ bão hòa oxy máu ngoại vi để chúng ta đánh giá xem vậy đứa trẻ này nó thở gắng sức như thế, nó hiệu quả thở như thế, vậy thì cái cuối cùng là gì cái độ bão hòa oxy máu này nó có đảm bảo không? Đấy, nó không đảm bảo chứng tỏ bệnh nhân nó khó thở, bệnh nhân nó suy hô hấp. Rồi cái vấn đề nữa là chúng ta còn đánh giá ảnh hưởng của cái hô hấp này lên các cái cơ quan khác. Đấy. Khi đứa trẻ bị khó thở như thế nó ảnh hưởng đến cơ quan khác, ví dụ như là tuần hoàn. Đấy, nhịp tim có nhanh hay không? Đấy, nhịp tim có nhanh hay không? Rồi để đánh giá màu sắc da, rồi tình trạng tinh thần của đứa trẻ. Đấy, đứa trẻ khó thở thì tinh thần đứa trẻ nó làm sao? Nó kích thích vật vã hay là thậm chí là nó đói oxy, nó thiếu oxy nữa, nó sẽ rơi vào giai đoạn là ly bì và hôn mê. Đấy là đối nhà bước thứ hai các bạn phải cần đánh giá, đó là cái sự thở của bệnh nhân. Đấy, sự thở của bệnh nhân bao gồm thở gắng sức, hiệu quả của thở và ảnh hưởng của cái hô hấp này, ảnh hưởng hô hấp lên các cơ quan khác, đó là tuần hoàn, đó là thần kinh. Vấn đề thứ ba chúng ta cần đánh giá đó là vấn đề về tuần hoàn. Vậy khi đứa trẻ bị khó thở như thế nó ảnh hưởng đến tình trạng tuần hoàn, ở đây là tim mạch, nhịp tim mạch, biến độ mạch và thời gian đầy máu mạch, huyết áp có ảnh hưởng không? Đấy, bị nhịp tim nhanh, mạch nhanh nhỏ khó bắt, biên độ mạch kém, thời gian đầy máu mạch ở trên 3 giây, rõ ràng là ảnh hưởng đến việc tình trạng suy tuần hoàn. Hoặc là các bạn thấy hậu quả của tuần hoàn lên cơ quan khác, bị nhiễm toan hô hấp, hoặc bệnh nhân bị da xanh hoặc tím tái, hoặc tinh thần, hoặc số lượng nước tiểu. Đấy, đặc biệt là tinh thần, khi mà các bạn thấy cái tưới máu, cái tuần hoàn nó bị ảnh hưởng, nó sẽ ảnh hưởng đến cái tình trạng tưới máu lên não, và đứa trẻ bị đói oxy, bị thiếu oxy, và tinh thần đứa trẻ rơi trong dạng này là thái, là vẫn mới đầu có thể vật vã kích thích, sau đó ly bì và hôn mê.
hoặc số lượng nước tiểu đấy, khi tuần hoàn nó không đảm bảo thì chắc chắn là cái bài liệu nó sẽ bị ảnh hưởng, cái áp lực lọc của cầu thận nó bị ảnh hưởng mà đứa trẻ nó sẽ không có nước tiểu. Rồi phát hiện thêm các cái dấu hiệu suy tim, ví dụ nhịp tim nhanh, rồi mạch tĩnh mạch cổ nổi, hoặc tiếng gan nổ, ngựa phi, hoặc tiếng gan to, hoặc các tiếng thổi tim, để chúng ta phát hiện ra các dấu hiệu suy tim của bệnh nhân. Đấy là cái khám thứ ba, khám thực thể thứ ba, quá tiếp cận thứ ba nó tiếp cận hệ tuần hoàn. Tiếp cận thứ tư là các bạn tiếp cận với hệ thần kinh. Đấy. Tiếp cận với hệ thần kinh thì các bạn đánh giá xem cái tình trạng về chức năng thần kinh của đứa trẻ ra làm sao. Đấy. Tinh thần, đấy. Tình trạng tri giác của đứa trẻ. Đấy. Chúng ta đánh giá tri giác. Đấy, tri giác này trong cấp cứu của nhân thì chúng ta thường 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 tiếp cận, chúng ta đánh giá nhanh theo cái bảng đánh giá mức độ tri giác của bệnh nhân theo cái A, V, P và U. A tương đương mức độ tri giác là đứa trẻ tỉnh và tương đương với Glasgow đứa trẻ khoảng 15 điểm. V là bệnh nhân là đáp ứng với lời nói thì tương đương với Glasgow khoảng 10 điểm. Chúng ta gọi hỏi bệnh nhân nó vẫn đáp ứng được. Mức thứ ba là mức P, gọi là đáp ứng với đau, chúng ta cấu véo bệnh nhân nó vẫn gạt đúng thì tương đương với Glasgow khoảng 7 điểm. Và mức U là mức thứ tư là không đáp ứng gì cả và tương đương với Glasgow 3 điểm. Thì trong cấp cứu bệnh nhân thì chúng ta thường đánh giá tri giác nhanh dựa trên cái thang điểm gọi là A, V, P và U. Đấy, và chúng ta đánh giá. Rồi trong cái đánh giá chức năng thần kinh nữa chúng ta phải đánh giá gì nữa? À, chúng ta xem là cái đồng tử của bệnh nhân ấy. Thì chúng ta xem kích thước đồng tử hai bên ra làm sao. À, có co nhỏ không hay có giãn không và có đều hai bên hay không. Và thứ hai nữa là chúng ta dùng đèn cho nó soi và chúng ta đánh giá xem cái phản xạ với ánh sáng của cái đồng tử này, nó có phản xạ không, hay là nó đồng tử nó giãn không đáp ứng với ánh sáng nữa, hay là đứa trẻ đồng tử nó vẫn đều và nó vẫn đáp ứng với ánh sáng. Khi đứa trẻ chúng ta dọi đèn và chúng ta thấy là à, nó vẫn còn phản xạ với ánh sáng, đấy chúng ta đánh giá thứ hai trong cái đánh giá thần kinh đó là ngoài tri giác ra chúng ta phải đánh giá đồng tử, kích thước đồng tử rồi phản xạ. Rồi các dấu hiệu thần kinh cư trú khác, những đứa trẻ bị liệt, bị giảm chương lực cơ hoặc là những tư thế của trẻ, với trẻ suy hấp thường có tư thế giảm chương lực cơ, hoặc những bệnh nhân có những tư thế đặc biệt ví như là tư thế gọi tư thế bóc vỏ, tư thế duỗi cứng mặt não, ví dụ trong các tổn thương não thực thể chẳng hạn, thì đứa trẻ có thể có những tư thế gọi tư thế bóc vỏ hoặc tư thế duỗi cứng mặt não, hoặc những trường hợp bệnh nhân bị viêm màng não chẳng hạn thì thường đứa trẻ hay có cái tư thế gọi tư thế cò súng, bệnh nhân thường có tư thế nằm quắp và co mặt vào phía trong tường để tránh cái việc ánh sáng, tránh tiếng động đấy, hoặc những bệnh nhân có biểu hiện co giật hay không, đấy là những dấu hiệu đánh giá về chức năng thần kinh. Đấy là cái vấn đề thứ tư chúng ta cần đánh giá, đó là về thần kinh. Phần thứ năm chúng ta đánh giá là đó là bộc lộ khám toàn thân, thì chúng ta lấy nhiệt độ đấy, lấy nhiệt độ cho bệnh nhân để gợi ý các nguyên nhân nhiễm khuẩn đấy. Tất nhiên là chúng ta khám, chúng ta đánh giá những các nguyên nhân và nhiễm khuẩn đường hô hấp chẳng hạn thì chúng ta phải lấy nhiệt độ, rồi kèm theo những cái triệu chứng khác ví dụ như là bệnh nhân có ho không, bệnh nhân có biểu hiện viêm long đường hô hấp hay không đấy, và chúng ta đánh giá xem là ví dụ những nguyên nhân tiếp cận, những nguyên nhân gây khó thở bệnh nhân có thể liên quan đến vấn đề về nhiễm khuẩn đường hô hấp, đặc biệt những đứa trẻ bị viêm phổi chẳng hạn, đứa trẻ bị viêm tiểu phế quản chẳng hạn, thì các bạn xem đó có gợi ý những nguyên nhân nhiễm khuẩn. Tuy nhiên thì khi mà đứa trẻ không sốt chẳng hạn thì chúng ta cũng không thể loại trừ được là đứa trẻ nó không bị nhiễm khuẩn, bởi vì có những trường hợp đứa trẻ nhiễm khuẩn những cái tình trạng cơ thể nó không phản ứng sốt, đúng không? Đặc biệt những đứa trẻ sơ sinh, đứa trẻ sinh non chẳng hạn, hoặc đứa trẻ bị suy giảm miễn dịch chẳng hạn, thì chúng ta thấy đứa trẻ có thể không sốt, thậm chí có những đứa trẻ trời lạnh và đứa trẻ hạ nhiệt độ. Đấy, thế thì sốt là một yếu tố gợi ý. Tất nhiên là khi các bạn tiếp cận với đứa trẻ có nhiễm trùng hay không thì cái dấu hiệu sốt bao giờ các bạn phải hỏi được. Là có sốt hay không? Nếu không có sốt thì chưa thể loại trừ được nhiễm khuẩn. Nhưng mà nếu có sốt thì có thể lấy gợi ý là một trong những nguyên nhân gây nhiễm khuẩn đường hô hấp. Rồi các bạn xem là bệnh nhân có những cái ban không? Gợi ý những cái ban, ví dụ bệnh nhân bị phản vệ, có thể xuất hiện những cái ban. Đấy thì khám toàn thân, chúng ta bộc lộ toàn thân để chúng ta phát hiện cho những dấu hiệu khác để chúng ta tìm, để phát hiện ra để chúng ta định hướng đến cái nguyên nhân gây gây gây, gây khó thở ở đứa trẻ. Thế về phần điều trị thì chúng tôi chỉ nêu một số cái nhóm, cái nguyên tắc điều trị cho bệnh nhân như này thôi. Cái điều trị thì khi nào chúng ta cần phải hội chẩn hoặc tác động đến đứa trẻ, chẳng hạn ví dụ bệnh phổi mãn tính hoặc các bệnh tim bẩm sinh mắc phải hoặc các bệnh chuyển hóa,
hoặc các bệnh nhân mà chuẩn bị nội soi hoặc phẫu thuật chẳng hạn thì bắt buộc chúng ta cần phải cái hội chẩn các chuyên khoa khác để chúng ta can thiệp cho bệnh nhân. Ở đây chúng ta đánh giá là khi đứa trẻ nào đứa trẻ cần phải nhập viện. Đấy. Khi đứa trẻ bị suy hô hấp. Đấy, các bạn thấy đứa trẻ bị khó thở kèm theo bệnh nhân có cái tình trạng ví dụ như là giảm túi máu ngoại vi, bệnh nhân môi nhợt nhạt, SpO2 bệnh nhân có xu hướng giảm. Đấy, bình thường các bạn thấy SpO2 bệnh nhân trên 95%. Nhưng bây giờ SpO2 giảm dưới 95% và dưới 92% khi thở khí trời, bệnh nhân có biểu hiện suy hô hấp. Hoặc bệnh nhân có những cái biểu hiện nguy cơ suy hô hấp, mặc dù là đo SpO2 bệnh nhân có thể bình thường nhưng đứa trẻ có những dấu hiệu thở gắng sức, ví dụ là bệnh nhân thở nhanh, gắng sức nhiều. Đấy, đặc biệt nhóm trẻ thứ hai nữa, nhóm trẻ sơ sinh, ngoài sơ sinh nhóm trẻ dưới 3 tháng chẳng hạn thì chúng ta thấy là nó có nguy cơ là bị suy hô hấp, hoặc là những đứa trẻ nó bị thở nhanh và chúng ta đếm nhịp thở nó trên 70 lần một phút chẳng hạn thì nó có thể là nguy cơ gây suy hô hấp. Rồi những trường hợp đứa trẻ bị giảm cái nồng độ oxy máu khi thở khí trời, vậy chúng ta sử dụng cái pan oximeter chúng ta đo thấy là cái oxy của đứa trẻ nó giảm, thế vậy thì chúng ta phải xét là những đứa trẻ này cần phải có cái cần thiết phải nhập viện hay không để chúng ta theo dõi bệnh nhân tại bệnh viện. Đấy là cái phần thứ nhất tôi muốn trình bày các bạn, đó là cái vấn đề về về khó thở cho em. Rồi điều trị cấp cứu thì chúng ta điều trị cái gì, ví dụ về đường thở thì chúng ta điều trị những cái gì. Đấy, ví dụ nhà chúng ta thấy đứa trẻ nó khi mà chúng ta đánh giá các bước 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 hô hấp này bằng nhìn nghe và cảm nhận, mà nếu thấy đứa trẻ là có cái dấu hiệu tắc nghẽn đường hô hấp thì các bạn phải điều trị cấp cứu về đường thở, các bạn xem là bệnh nhân có bị tắc nghẽn không. Nếu tắc nghẽn thì các bạn phải đặt tư thế bệnh nhân và điều chỉnh tư thế để các bạn khai thông đường thở, các bạn sử dụng những thủ thuật mở thông đường thở, ví dụ đặt can viên mũi họng, can viên miệng họng, hoặc sử dụng những thủ thuật nâng cằm, ấn hàm để làm cho đường thở thông thoáng. Hoặc nếu mà bệnh nhân không thở nữa thì các bạn phải đặt nội quản để thông khí cho bệnh nhân. Đấy. Rồi các cái dấu hiệu về hô hấp chẳng hạn thì các bạn thấy bệnh nhân có thở gắng sức và hiệu quả của thở ra làm sao. SpO2 bệnh nhân có giảm không thì các bạn sẽ can thiệp tùy theo mức độ. Các bạn có thể cho bệnh nhân thở oxy, các bạn có thể cho bệnh nhân thở oxy qua mát hoặc qua gạnh, hoặc là các bạn phải đặt nội quản, các bạn thông khí cho bệnh nhân. Rồi các cái dấu hiệu chủ chốt như thở rít thì hít vào, thở có khe, nếu trẻ có sốt thì thường trong các nhiễm khuẩn, và các dấu hiệu suy tim thì các bạn thấy là bệnh nhân có bệnh tim bẩm sinh, có máu phải, các bạn phải can thiệp cho bệnh nhân. Hoặc có nghi ngờ về đường tiêu hóa. Đấy, khi có nghi ngờ về đường tiêu hóa mà không rõ các bệnh lý về tim mạch và hô hấp thì có thể là như trường hợp bệnh nhân chúng ta thấy có những triệu chứng tiêu hóa và chúng ta khám về đường hô hấp, khám hệ tuần hoàn nó không có nguyên nhân rõ ràng, chúng ta có thể gặp những trường hợp bệnh nhân bị ngộ độc. Đấy. Thế chúng ta điều trị cấp cứu, chúng ta hỏi rõ cái bệnh sử, hỏi rõ cái tiền sử, rồi phát hiện ra những cái những bằng chứng liên quan đến vấn đề bệnh nhân bị ngộ độc chẳng hạn thì chúng ta sẽ phải điều trị cấp cứu cho bệnh nhân. Đấy là tôi đã trình bày xong các bạn cái chủ đề thứ nhất của cái bài ở đây ngày hôm nay, đó là cái chủ đề đó là khó thở và tiếp cận khó thở trẻ em. Thế thì tóm lại trong cái bài chủ đề thứ nhất này hôm nay thì các bạn thấy ở đây chúng ta cần phải nhớ những vấn đề gì. Vấn đề thứ nhất là chúng ta thấy cái khó thở ở trẻ em nó là một cái đặc trưng, nó khác với người lớn. Chính vì vậy khi mà chúng ta tiếp cận với trẻ khó thở thì các bạn hỏi kỹ, chúng ta phải hiểu kỹ được cái đặc điểm sinh lý của đứa trẻ này, rồi chúng ta hỏi kỹ bệnh sử và khám lâm sàng để chúng ta tiếp cận cái nguyên nhân cái khó thở và chúng ta phát hiện và chúng ta có những phương hướng điều trị kịp thời. Cái cần nhớ thứ hai là các bạn cần phải nhớ được là các cái nhóm nguyên nhân gây khó thở ở trẻ em thì gồm có những nhóm nguyên nhân gì, nguyên nhân tại hệ hô hấp, nguyên nhân tại hệ tuần hoàn, nguyên nhân tại hệ thần kinh, rồi các nguyên nhân về huyết học, nguyên nhân về chuyển hóa, rồi các nguyên nhân khác ví dụ gắng sức, béo phì, rồi thuốc, thậm chí khó thở do tâm lý nữa. Đấy, các bạn phải 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 tiếp cận xem là những nhóm nguyên nhân gì. Đấy, và chúng ta trên mỗi cái nhóm nguyên nhân đấy thì cái nhóm nguyên nhân nào có khả năng nhất, đấy, chẩn đoán có khả năng nhất và có tiềm năng nhất, đấy là nhóm là các cái nhận định các bạn thấy là các cái nhóm nguyên nhân gây khó thở cho em. Cái vấn đề thứ ba các bạn cần phải nhớ trong chủ đề này đó là gì, là cái cách mà chúng ta tiếp cận với một đứa trẻ bị khó thở thì chúng ta tiếp cận ra làm sao, bao gồm hỏi bệnh sử. Đấy, ta hỏi bệnh sử thì chúng ta phát hiện ra cái hoàn cảnh xảy ra, triệu chứng kèm theo, ấy, hoàn cảnh xảy ra đột ngột hay xảy ra từ từ, rồi triệu chứng kèm theo, rồi các thuốc sử dụng, đấy, các triệu chứng liên quan, chúng ta định hướng là để chúng ta nhận định về tình trạng khó thở.
Cái vấn đề thứ hai là các bạn cần phải tiếp cận tâm sàng, đó là khám thực thể của đứa trẻ theo là chúng ta tiếp cận theo về đường thở có vấn đề gì không, về sự thở có vấn đề gì không, về tuần hoàn có vấn đề gì không, về thần kinh, và cuối cùng chúng ta phải bộc lộ các cái cơ quan toàn thân để chúng ta phát hiện đấy, chúng ta tìm các nguyên nhân gây khó thở ở đứa trẻ. Và vấn đề nữa các bạn cần phải nhớ đó là cái điều trị và xử trí cấp cứu cho những đứa trẻ bị khó thở như này, thì chúng ta phải điều trị những cái gì. Ví dụ như là chúng ta đánh giá khi đứa trẻ cần phải can thiệp nhập viện, khi là đứa trẻ cần phải nhập viện và theo dõi, và điều trị cấp cứu ở đây chúng ta sẽ điều trị theo cái gì. Thì khi chúng ta đánh giá cho bệnh nhân, chúng ta đánh giá theo các bước A, B, C, D và E. Thì chúng ta điều trị cho bệnh nhân thì chúng ta cũng điều trị theo các trình tự A, B, C, D và E. Chúng ta thấy đường thở bệnh nhân có vấn đề thì chúng ta phải can thiệp cấp cứu cho bệnh nhân về đường thở. Chúng ta phải khai thông đường thở, chúng ta mở thông đường thở, chúng ta phải đặt nội quản. Về hô hấp, bước B có vấn đề gì không? Nếu có, chúng ta can thiệp bệnh nhân đang thở gắng sức, đang thiếu oxy, chúng ta phải cho bệnh nhân thở oxy. Hoặc thậm chí là bệnh nhân phải đặt ống nội quản, chúng ta thở máy, chúng ta hô hấp hỗ trợ cho bệnh nhân. Để tuần hoàn bệnh nhân có vấn đề gì không? Chúng ta can thiệp tuần hoàn. Thần kinh có vấn đề gì không? Chúng ta can thiệp về thần kinh cho bệnh nhân. Và cuối cùng là bộc lộ toàn thân để phát hiện ra những triệu chứng khác để chúng ta điều trị kịp thời. Đấy là nhóm, đấy là cái các cái vấn đề chúng ta cần lưu ý khi chúng ta tiếp cận với một đứa trẻ bị khó thở. Đấy là chúng tôi đã trình bày xong các bạn cái bài thứ nhất, đó là bài tiếp cận khó thở ở trẻ em. Trong cái chủ đề này thì các bạn có muốn hỏi thêm gì không? Alo ạ. Alo ạ. Dạ thưa thầy, chắc các bạn cũng chưa có gì hỏi ngay thì thầy cứ dạy bài tiếp, rồi có gì các bạn hỏi lúc cuối giờ sau ạ. Ừ, thế thì bây giờ chúng ta sẽ cho các bạn nghỉ giải lao trong khoảng 10 phút nhé. Thế sau đó chúng ta sẽ vào học cái chủ đề thứ hai là chủ đề tiếp cận với một trẻ bị thở rít nhé. Bây giờ là 3 giờ. Chúng ta sẽ nghỉ đến 3 giờ 10 và chúng ta sẽ vào học chủ đề thứ hai, đó là tiếp cận trẻ bị thở rít. Vâng ạ.